việc tiến hành điều tra của lãnh sự Mỹ. Nếu hồ sơ của bạn chưa được chấp thuận sau khi phỏng vấn, trong một số trường hợp, lãnh sự quán Mỹ sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra hồ sơ gian lận và họ sẽ cho người điều tra để thu thập chứng cứ trước khi quyết định từ chối và trả hồ sơ về USCIS. Sau đây là những cách thông thường mà viên chức lãnh sự tiến hành việc điều tra. Viên chức lãnh sự sẽ gọi điện thoại cho đương đơn để phỏng vấn lại. Viên chức lãnh sự sẽ gọi điện thoại cho đương đơn và cả người bảo lãnh để phỏng vấn. Viên chức lãnh sự sẽ đến tận địa phương nơi thường trú của đương đơn để phỏng vấn. Viên chức có quyền phỏng vấn bất kỳ thành viên nào trong gia đình của đương đơn như cha mẹ, anh chị em, con cái hoặc hàng xóm, bạn bè của đương đơn. Họ được phép xem những cuộc gọi và tin nhắn gần nhất trong điện thoại, lịch sử nói chuyện với nhau. Họ có thể vào xem phòng ngủ của bạn để biết liệu có tấm hình chụp chung với nhau được treo ở phòng ngủ hoặc để ở bàn hoặc quần áo mà người bảo lãnh để lại sau khi về Mỹ. Thông thường, khi tiến hành điều tra, hai viên chức lãnh sự sẽ cùng điều tra chung, một viên chức người nước ngoài và một viên chức người Việt Nam. Hai cuộc phỏng vấn song song sẽ được diễn ra cùng lúc. Một viên chức sẽ phỏng vấn người bảo lãnh và một viên chức sẽ phỏng vấn người được bảo lãnh. Trung bình, thời gian để phỏng vấn xác minh này khoảng 3 đến 4 giờ. Việc tiến hành điều tra xác minh sẽ được viên chức lãnh sự hoàn tất và có kết quả trong khoảng từ 2 đến 6 tháng. Nếu hồ sơ của bạn được chấp thuận, viên chức lãnh sự sẽ yêu cầu bổ sung những hồ sơ hết hạn như sau để được cấp visa: hồ sơ khám sức khỏe, lý lịch tư pháp số 2, hoặc nếu hồ sơ chưa thuyết phục viên chức lãnh sự, hồ sơ của bạn sẽ được trả về lại sở di trú để được khiếu nại hồ sơ. Để được tư vấn miễn phí, xin vui lòng gọi văn phòng Nam Cali 877 di trú Mỹ hoặc 877-348-7869, văn phòng San Jose 408-998-5555, văn phòng Sài Gòn 028-3516-2118.